Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Phạm Văn Cương học web online. Và trong ngày hôm nay thì tôi đã khởi động một cái series chia sẻ chúng ta những cái mẹo nhỏ cũng như những cái thao tác để làm những cái chức năng ở trên website. Đấy. Và trong buổi ngày hôm nay thì tôi đã chia sẻ chúng ta về cái cách để căn rửa một khối trong một khối cho trước. Đấy. Và thông thường ấy, thì chúng ta sẽ có đoạn text đúng không? Nếu chúng ta muốn căn rửa trong một khối thì sử dụng text center. Đấy, còn đây chúng ta cần phải căn rửa một khối theo cả trục tung và theo cả trục huyền thì chúng ta cần phải làm thế nào. Đấy, thì cái nội dung đấy thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn trong ngày hôm nay. Để trước hết thì bạn hãy nhìn ở trên màn hình. Đấy, chúng ta có một cái khối to như này. Đấy, và trong một trường hợp cụ thể thì chúng ta lại có một khối nhỏ hơn. Đấy, giả sử nó như thế này. Rồi, và cái việc chúng ta là cần phải làm thế nào để cho cái khối này nó nằm chính giữa của cái khối to. Đấy, đây là khối con nhé, bên ngoài là khối cha. Đấy, làm thế nào để cho khối con này nó nằm chính giữa cái khối cha theo cả chiều ngang và cả chiều dọc. Rồi, và để thực hành phần này thì tôi quay trở lại với Visual Studio Code để tôi tạo ra một file có tên là Box Center. Rồi, tôi đánh vào đây là HTML5. Đấy, cấu trúc HTML. Đấy, tôi để là Box Center. Rồi, để bạn có thể là dễ quan sát hơn thì tôi sẽ xuất hiện cái phần trình duyệt phía bên phải luôn. Đấy, tôi chọn vào Live Server. Ok. Đấy, tôi giới thiệu qua một tí thì thông qua cái Live Server này thì tất cả những cái thao tác tôi thay đổi phía bên phải, đấy, có nghĩa là bên cái trình duyệt cột này nó sẽ tự động xuất hiện phía bên phải luôn. Đấy, và nếu như bạn muốn sử dụng cái chức năng này, Live Server này, thì bạn có thể là comment xuống bên dưới. Đấy, thì tôi sẽ dành thời gian tôi chia sẻ cho bạn một cái video để chúng ta thiết lập cái chức năng này. Rồi, quay trở lại nhé. Ở đây tôi sẽ tạo ra một hạt 1 cắn giữa khối trong HTML Select. Ok. Rồi, bên trong này có một khối bọc nhỏ hơn. Được chưa? Đấy, và tôi sẽ thực hiện cái việc là select cho nó style. Rồi, box parent. Ok. Đấy, với box parent này thì tôi để cho nó một cái width là 600 pixel. Đấy, và height là 300 pixel. Rồi, chúng ta tô màu nền cho nó nhé. Đấy, background. Đấy, tôi để cái màu này. Ok, đấy, như bạn như thấy chúng ta đã có một khối to này rồi. Đấy. Và bây giờ tôi đã thiết lập cái kích thước cho cái khối nhỏ bên trong. Đấy, box. Rồi. Nó có height là 100 pixel. Đấy, và width 200 pixel. Ok. Đấy. Background màu nâu đúng không? Rồi. Đấy. Thì hiện tại thì ô nhỏ này nó đang nằm ở bên góc trái trên cùng của khối to. Đấy, và việc chúng ta là cần phải đưa cái khối nhỏ này ra giữa. Đấy, thì để thực hiện được việc đấy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái kỹ thuật rất đơn giản là sử dụng display flex. Đấy, chúng ta đánh vào đây display flex. Rồi, để căn giữa theo bề ngang thì bạn có thể sử dụng thuộc tính là justify content center. Đấy, ok chưa? Đấy, thì bạn sử dụng là place item center. Ok. Đấy, như bạn như thế thì chúng ta đã có được một cái cấu trúc rất là ngon lành rồi. Để vào khối màu nâu nó đã nằm giữa cái khối to này. Đấy chưa bạn? Đấy, rất đơn giản thôi. Bạn chỉ cần nhớ giúp tôi là chúng ta cho cái khối trái bên ngoài ấy, là có display flex. Ok. Để và justify content center để cắm giữa cái khối bên trong. Để và kèm theo nữa là align item. Đấy, để cắm giữa theo trục tung. Đấy, đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã hoàn thiện được cái chức năng là cắm giữa một khối trong một khối cho trước. Ok. Và để cho bạn thấy video này nó hữu ích cho bạn thì bạn đừng quên bấm một nút like, để lại giúp tôi những cái comment hoặc là những cái phần như đấy bạn cần làm hướng dẫn, bạn chưa rõ, bạn muốn tôi hướng dẫn thêm cho bạn. Đấy, thì cứ để lại comment xuống bên dưới. Đấy, thì tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ cho bạn nhiều hơn trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại.